Nhưng mà là mình thì mình không có bất cứ vấn đề gì với cả tâm linh gì cả, nên là xin phép của mình trước bản đáp là được rồi. Nhưng mà bây giờ thì Chan Coop xuất hiện, có một tình huống động out đối với chúng của Zed, nhưng mà Zed vẫn có thể cứu được. Bây giờ thì Attack Aurora, một đại diện cạnh tranh cho những chiếc quyền, cũng đã phải nằm, và Zed hoàn toàn có thể được cứu dậy tới từ phía chúng của Giang B. Thời tới rồi các bạn ơi, bằng 5 team mà còn những 4 team Việt Nam, không lý do gì các team Việt Nam không đạt cho mình top 1 cả. Không lý do gì các team Việt Nam không đạt cho mình top 1 cả. Oh no. Vâng, chắc chắn Việt Nam sẽ đạt cho mình cái top 1 ở trong trận đấu này thôi. Mày cầm mồm đi. Và ngày hôm nay sẽ là ngày mà em chấm dứt chuỗi 39 trận đoán sai của mình, là team Việt Nam họ sẽ có những cái top 1 4 team vào quay các thành viên bên phía team Island Predator, thì không lý do gì mà họ có thể đạt cho mình cái top 1 ở trong trận đấu này cả. A few moments later, hai người đã nằm xuống, Lee cũng như là Spell tiếp tục là xin vì, và cuối cùng là cái tên AVP họ kết thúc game thi đấu này với cái top 1 cùng với nó là 11 điểm kill. Te llamo para que vayas a recoger las paelleras. Y me acuesto el sur, para ya para abrir el restaurante que era el arroz. Voy a la playa, ya subió la marea.